Ngân hàng ấy thì bây giờ họ bán chéo các cái sản phẩm rất là nhiều. Ví dụ như là họ bán bảo hiểm này, bán trái phiếu này, bán quỹ này. Thế nên là gì? Khi chúng ta đến quầy giao dịch của ngân hàng ấy, thì ngoài những cái sản phẩm của ngân hàng đang bán thì sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm kèm theo mà chúng ta cứ tưởng rằng đấy là sản phẩm của ngân hàng. Không phải, đấy là sản phẩm bán chéo, sản phẩm bán thêm, hay gọi cách khác là giới thiệu ấy. Thế thì anh chị nên lưu ý có một số điểm như thế này. Thứ nhất là mua sản phẩm gì ở ngân hàng ấy mà anh chị chỉ mua của ngân hàng thôi thì phải ký đóng dấu của cái ngân hàng đó. Đấy. Còn nếu mà ký đóng dấu của một công ty khác thì nó không phải sản phẩm của ngân hàng mà họ chỉ là giới thiệu thôi. Hoặc là gì? Bây giờ nó sẽ có một số các cái sản phẩm của ngân hàng nhưng mà lại có những cái ưu đãi kèm theo cho các sản phẩm khác. Thì cái đó chúng ta cũng phải để ý. Thực ra cái đấy nó là bonus thêm thôi. Thế nhưng mà nó cũng phải rõ ràng là hai sản phẩm khác nhau, chứ không phải là một. Và thứ hai là hai sản phẩm đấy, cái nào là của ngân hàng bán và cái nào không phải là của ngân hàng bán, thì mọi người phải lưu ý và hỏi thật kỹ và phải dựa trên cái hợp đồng cụ thể. Chúng ta nghe nói là một phần, nhưng phải có chứng từ, giấy tờ chúng ta xem kỹ. Và trước khi đặt bút ký mua hay là đầu tư hay gửi bất kỳ một sản phẩm gì thì phải đọc thật kỹ cái hợp đồng và cái pháp nhân ký với chúng ta, anh chị nhá. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái video chia sẻ này của bà, và thấy video này hay thì hãy tặng cho bà một cái like nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.